Đi đâu cũng vậy, chúng ta cũng nghĩ đến nhà là nơi để trở về. Thành viên gia đình là một nửa trái tim yêu thương của chúng ta. Đường xá nó cũng rộng, và ở đây có một cái sự nhẹ nhàng lắm, một cái không gian thiên nhiên đó, nó nhiều. Thứ nhất là màu xanh của cây cối nè, những cái công viên rộng nè, màu xanh phải nói nó phủ đều ở các khu dân cư hết quý vị. Đặc biệt là những cái khu căn hộ cao cấp đó, quý vị bước vào thấy ở dưới có những cái thảm cỏ xanh mướt luôn, ta vào ta mát mắt ngay. Và ở đó có những cái hồ nước rất là rộng, chúng ta vừa thấy một cái mảng xanh, vừa thấy một cái mảng nước. Hai cái mảng này nó tạo cho chúng ta cái sự nhẹ nhàng thư thái lắm. Và quý vị biết rồi, sống mà nó có phong thủy như thế đó, cảm giác mình thấy nó nhẹ nhàng lắm, mà cảm giác lúc nào mình cũng tự tin hết. Chủ đầu tư uy tín, vị trí đẹp, thân thiện với môi trường, kết nối cộng đồng, có sự tự do, thoải mái, rồi sinh khí, tạo nên giá trị hạnh phúc trong mỗi gia đình. Những cái điều đó Linh chắc chắn rằng nó tạo nên một sự trọn vẹn nhất trong một ngôi nhà